Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ thì lời đầu tiên Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các quý vị. Xin kính chúc cho mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Đến với những cái video ngày hôm nay thì mình xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn thông tin lễ tang của em Nguyễn Thị Thu Thảo. Em Nguyễn Thị Thu Thảo thì sinh năm 1997 và em không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, em đã không qua khỏi, nay đã chút đi hơi thở cuối cùng, đã trở về với Chúa, để lại cho gia đình, cho tất cả mọi người những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Đây là một nỗi xót xa quá lớn đối với gia đình khi em mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại, để cho tất cả chúng ta những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Thưa các quý vị, cuộc sống vẫn luôn là vậy. Những niềm đau, những nỗi nhớ và những niềm vui nỗi buồn không ai có thể lường trước được. Trước cái sự ra đi của mình, giờ phút này biết bao nhiêu người trở về nơi này để tiễn em và muốn dâng lời để cầu nguyện, để cầu mong cho em ra đi được mãi mãi thanh thản, về với Chúa được nghỉ ngơi an nhàn. Thưa các quý vị và các bạn thân mến, biết bao nhiêu những số phận phải ra đi, còn biết bao nhiêu những gia đình đang chịu những hoàn cảnh khó khăn xúc động. Nhưng biết làm sao với số phận do trời, cuộc sống sao quá nghiệt ngã, giờ này đây chỉ còn lại là những kỷ niệm. Khi em Nguyễn Thị Thu Thảo ra đi mãi mãi, về nơi yên nghỉ cuối cùng, ngàn thu an giấc. Em sinh năm 1997, thực sự năm nay mới 27 tuổi mà đã phải ra đi vĩnh viễn, không trở lại được nữa. Chỉ còn ít phút nữa thôi là phải đưa em về nơi yên nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa quý vị, mong tất cả quý cộng đoàn chúng ta hãy dâng lời để cầu nguyện, để cầu chúc cho em được về với Chúa, được nghỉ ngơi an nhàn bên Chúa, để rồi mãi mãi chia xa, mãi mãi cách biệt, không bao giờ gặp lại một cô gái còn quá trẻ. Giờ này đây, bố mẹ dường như khóc lặng để tiễn con mình ra nơi an nghỉ, mà không biết làm sao được. Kính thưa quý vị, cô gái trẻ còn biết bao nhiêu những ước mơ, hoài bão, còn biết bao nhiêu những công việc mà em chưa thực hiện được. Đến ngày hôm nay, tại sao lại phải chia ly vĩnh biệt trong hoàn cảnh khó khăn đau lòng? Dẫu biết rằng cuộc đời là vậy, nhưng biết bao nhiêu, còn biết bao nhiêu những chuyện vui, còn biết bao nhiêu những công việc của tuổi trẻ. Nhưng giờ này đây em đã khép lại tất cả để trở về vui với nắng sớm mây chiều. Mong các quý vị, chúng ta hãy dâng lời để cầu nguyện chúc cho em ra đi được mãi mãi yên lành, về với Chúa, được nghỉ ngơi an nhàn. Kính thưa quý vị và các bạn, giờ này đây đã đến giờ tiễn đưa em phải ra đi mãi mãi, không trở lại được nữa. Giờ này tất cả gia đình, anh chị em, bạn bè, người thân phải tiễn em ra đi. Mong rằng em hãy yên nghỉ bên Chúa, hãy phù hộ cho tất cả gia đình, người thân, phù hộ cho tất cả mọi người trên trần gian này sẽ luôn được bình yên vô sự. Những giọt nước mắt của gia đình, những tiếng gọi của mẹ, tiếng gọi của cha mà khiến cho bao người phải rơi lệ. Giờ này đây đã đưa em lên xe để chuẩn bị đưa em ra nghĩa trang và sẽ an táng em về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu chúc cho linh hồn của em được thanh thản ở bên Chúa và luôn luôn hãy nhìn về để che chở cho tất cả người thân được mạnh khỏe, bình yên.
Thank you.